xem ở thực nia ở trong video này em nâng một bậc pi độ biến chập chord minor tiếng o đôi những bờ form E minor chẳng bằng bốn score là E minor nghĩa là chập về bên này E minor về bên này tay nhóm chậm chạy mình chạm chân pro bên nghe sưu không cả đồ khót cứ những đồ khót lớn vì những đôi chân cứ những đồ cả lượt miệng đầy tự đồn chứ vì nhóm chạm chân mới cứ đồ lớn nhưng trong tôi ý là tự liệt đi mùi mốt khót ý nhưng trong tôi khót xí nhưng là tự liệt tịnh mới lượt miệng chạm mốt khót xí bà đấy chân tôi ép với viên miệng ý mới nào bà chân nông mi riêng ngày nay cứ dừng chập chord minor tiếng o cứ A minor, D minor, E minor, F minor, cứ có G minor cứ dừng pra tại form E minor mùi thì cứ form E minor mùi này chẳng đồng bay chập chord minor nốt xe thì mùi ba tiếng o cứ dừng trao ca score note lớn ấy rồi miền E, F, G, A, B, C, D, E, F chẳng bật lên cái hào ở cái mi fa sol la ti do re mi fa chẳng một tập bây giờ score note lần này cứ dùng pra form E minor cứ dùng pra mềm dùng này chạm chẳng mu chạm bấm này ok chẳng bạn E minor tao đại dương cứ dùng đã rút note hàng này bây giờ cho bạn F minor chẳng F minor cứ vì nó trong này root note với F chẳng những thẹp tương ảnh mốt thẹp rồi dừng lồn một tuống khánh về tên này một tuống chẳng một đêm pi này xe tì pram xe tì buôn ấy cứ đầy dừng đã chụp với bạn này chẳng hãy bàn chord F chẳng ô một tuống tiết mốt với bàn chỉ phần mặc tuồng ngó những bản A minor ngó tiện mốc bản B B minor hay những ổn lá mỗi bản C ổn tiết bản D minor rồi E minor nhá đi F phiên tự liệt đá chơi chốt vì tôi chơi chord major vậy chẳng như ô chơi mốt nhưng đại chế bàn chỉ thì bàn G minor đôi dùng pra form form này form E nhưng chế chập chord E minor mỗi dùng ai chập A minor được gọi E minor G minor đôi A minor thông đá dùng lên chứ chỉ open chord tay dùng trong bàn sử lên về riêng bẹp phụ hành tịch đường dừng lên này mình A minor với A minor chọn C minor nét C minor vậy là cực khăn cứ dừng score root note lực xa tịp mùi rồi dừng score chord E minor you